Gần 2 năm rưỡi trôi qua, kể từ khi một quân đội Myanmar tiến hành đảo chính, lật đổ chính phủ dân sự dưới sự lãnh đạo của bà Aung San Suu Kyi. Từ đây, đất nước Myanmar đã chìm trong những cuộc giao tranh khốc liệt. Cuộc nội chiến dai dẳng đã kéo dài hàng trăm ngày. Cứ mỗi giai đoạn, nó lại trở nên nghiêm trọng hơn. Vô hình chung, cuộc nội chiến này đã trở thành một cơn ác mộng không lối thoát cho hàng triệu người dân vô tội. Hiện tại thì quân chính phủ đang thất thế trước sự tấn công dữ dội của hàng chục nhóm phiến quân, khiến tình hình trở nên cực kỳ phức tạp và nghiêm trọng. Những trận giao tranh bùng nổ khắp nơi, xảy ra không ngừng nghỉ, biến từng ngõ ngách, từng con đường của Myanmar thành chiến trường tan hoang và đổ nát. Hàng ngàn gia đình phải ly tán, phải sống trong cảnh đói khổ và hoang mang tột độ. Bầu trời Myanmar bao trùm bởi mùi thuốc súng và những tiếng khóc than ai oán, tạo nên một bức tranh đen tối, đầy bi thương về một đất nước đang bị xé nát bởi bạo lực và xung đột. Và cũng chính bởi có quá nhiều bên đang giao tranh, điều đó thì gây khó khăn cho chúng ta trong việc nhận diện lực lượng đang tham chiến trong cuộc chiến này. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng mình điểm qua một số lực lượng nổi bật trong cuộc chiến này nhé. Chào mừng đến với Battlecry, lịch sử thế giới. Chính phủ đoàn kết dân tộc NUG. Đầu tiên, trong video này, mình sẽ không đi sâu vào phân tích chính quyền quân sự của Myanmar. Họ là một trong những lực lượng chủ chốt đang giao tranh trong cuộc nội chiến. Tuy nhiên thì trong nhiều video trước đây, chúng mình từng làm về Myanmar thì đều đã từng điểm qua về lực lượng này rồi. Các bạn có thể vui lòng xem lại những video cũ. Còn bây giờ, hãy cùng bắt đầu với video về những lực lượng đối lập nhé. Quay trở lại với năm 2021, quân đội Myanmar khi này đã tiến hành đảo chính, lật đổ chính quyền dân sự của bà Aung San Suu Kyi. Myanmar được đặt trong tình trạng thiết quân luật. Trong nhiều ngày sau đó, mọi cuộc biểu tình và phản kháng đã bị dập tắt trong biển máu. Chính phủ dân sự đã bị lật đổ, phe quân đội đã giành chiến thắng. Một cuộc nội chiến đẫm máu đã tiếp tục diễn ra, khi những người phản đối chế độ độc tài quân sự bắt đầu cầm vũ khí lên và thề sẽ đánh trả, chứ không rút lui và nhượng bộ nữa. Những lực lượng kháng chiến đã nhanh chóng bắt sóng với các chiến binh đa sắc tộc, với mục đích là thành lập lên một tổ chức được gọi là Chính phủ Thống nhất Quốc gia, viết tắt là NUG, mà thành phần lãnh đạo gồm các quan chức dân cử vừa bị lật đổ bởi cuộc đảo chính. Ngay sau đó, chính quyền quân sự Myanmar đã liệt kê Chính phủ Đoàn kết Dân tộc NUG vào danh sách các tổ chức cực đoan. Họ cũng cáo buộc NUG đã gây ra các vụ đánh bom, đốt phá và sát hại người. Quân đội Myanmar cho rằng đã xảy ra tình trạng gian lận trong các cuộc tổng tuyển cử trước đó hồi cuối năm 2020, vì vậy đã không công nhận kết quả kiểm phiếu, đồng nghĩa rằng họ không công nhận chính quyền dân sự sẽ là người điều hành Myanmar. Và khi đó thì quân đội đã bắt giữ những lãnh đạo dân sự và tự lập ra chính quyền mới do Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang chỉ huy. Với lập luận trên, chính quyền quân sự Myanmar sẽ áp đặt luật chống cực đoan đối với NUG và các nhóm vũ trang do NUG lập ra, gồm có lực lượng phòng vệ nhân dân, lực lượng phòng thủ Chinland và lực lượng phòng vệ quốc gia Chin, gồm cả việc cấm toàn bộ giao dịch với các thực thể trên hay với bất kỳ một thành viên nào của tổ chức này. Tuy nhiên, dù đang trong bối cảnh không mấy tươi sáng, dù bị mô tả rộng rãi là một chính phủ lưu vong, nhưng NUG thì không tuyên bố thủ đô tạm thời ở một quốc gia khác hoặc là ở Myanmar. Thay vào đó, họ tiến hành các hoạt động của mình từ xa và ẩn náu bên trong các vùng rừng núi của Myanmar vốn nằm xa thủ đô Naypyidaw. Nó cho thấy quyết tâm của NUG luôn nung nấu quyết định phục thù và lấy lại quyền lực. Họ nhất quyết không thể biến thứ đang thuộc về mình bị cướp đi dễ dàng được như vậy. Có một điều cần phải biết rằng, chính quyền quân sự đã giành được quyền lực tuyệt đối trong quốc hội. Tuy nhiên thì phe được quốc tế và người dân có phần ủng hộ hơn lại là Chính phủ Thống nhất Quốc gia NUG. Tổ chức Công nhân Xây dựng và Gỗ Quốc tế đã tuyên bố ủng hộ NUG và kêu gọi cộng đồng quốc tế công nhận tính hợp pháp của NUG. Hay như trước thềm Đại hội đồng Liên Hợp Quốc UNGA lần thứ 76, khi Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ đưa ra quyết định chính thức về việc công nhận chính phủ hợp pháp của Myanmar, thì các công đoàn lao động lớn trên toàn cầu đã kêu gọi mạnh mẽ một ngày hành động toàn cầu vì Myanmar. Đặc biệt là họ kêu gọi các chính phủ quốc tế hãy công nhận NUG và chỉ cung cấp viện trợ nhân đạo thông qua các kênh của NUG. Tính tới nay, trong danh sách nguyên thủ quốc gia của tất cả các quốc gia thành viên trong Liên Hợp Quốc, họ vẫn công bố những nhà lãnh đạo hàng đầu của NUG là ông Win Myint
và bà Aung San Suu Kyi, lần lượt là Tổng thống và Bộ trưởng Ngoại giao của Myanmar. Thượng viện Pháp cũng đã nhất trí thông qua nghị quyết chính thức công nhận NUG là chính phủ chính thức hợp pháp của Myanmar và gửi tới Quốc hội để thông qua. Sau đó thì Nghị viện châu Âu cũng đã thông qua nghị quyết công nhận CRPH và NUG là đại diện hợp pháp duy nhất của Myanmar. Có thể nói rằng, đây cũng chính là điểm sáng nhất của NUG. Họ biết bản thân mình yếu ở đâu và tận dụng lợi thế của mình. Mặt khác thì điều này cũng đến từ những chính sách có phần cực đoan, ngông cuồng của chính quyền quân sự Myanmar. Cụ thể là khi mới giành được chính quyền, với tình hình của một Myanmar đang rất hỗn loạn, thay vì tập trung vào việc kêu gọi sự ủng hộ của các nước khác, thì chính quyền quân sự lại làm điều ngược lại. Rạn nứt đầu tiên đến từ ASEAN. Hội đồng Quản lý Nhà nước SAC do phe quân đội lãnh đạo đã không tôn trọng cam kết của mình đối với kế hoạch hòa bình. Các quốc gia thành viên ASEAN, đặc biệt là Singapore, Malaysia và Indonesia, đã công khai bày tỏ sự không hài lòng với sự ngoan cố liên tục của SAC. Thậm chí, Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Saifuddin Abdullah đã công khai kêu gọi các quốc gia thành viên ASEAN hãy công nhận NUG, và đề xuất này đã thúc đẩy một cuộc phản đối đến từ SAC. Malaysia cũng trở thành quốc gia thành viên ASEAN đầu tiên công khai ủng hộ NUG cạnh tranh với SAC. Ở phía ngược lại, NUG thì vô cùng khôn khéo trong việc lấy lòng của người dân và quốc tế. Ví dụ như với Trung Quốc, một thế lực khi một cuộc đảo chính xảy ra, họ tuyên bố sẽ ủng hộ chính quyền quân sự. Thế nhưng NUG thì vẫn không tỏ ra thù địch với Trung Quốc. NUG thì vẫn còn cam kết ủng hộ nguyên tắc một Trung Quốc và thậm chí còn mở rộng quan hệ kinh tế, cũng như ca ngợi Trung Quốc là một quốc gia đặc biệt quan trọng trên thế giới. Không chỉ đối với mối quan hệ lịch sử chặt chẽ, sâu sắc giữa hai nước, mà còn đối với vị thế của Trung Quốc như là một siêu cường toàn cầu. Lực lượng thứ hai, Liên minh ba anh em, Brotherhood. Liên minh ba anh em là một cái tên tiêu biểu trong cuộc nội chiến này. Với các chiến tích tại bang Chin, bang San và tiểu bang Rakhine, đây là một liên minh được thành lập từ năm 2019, gồm có 3 lực lượng là quân đội Arakan, quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar, MNDAA, và quân đội Giải phóng Quốc gia Taang, TNLA. Họ cũng là một đối thủ vô cùng khó chịu với chính quyền quân sự Myanmar. Sự cam kết của liên minh này đối với quân đội Myanmar đến từ xung đột muôn thuở giữa nhóm người Rohingya ở bang Rakhine và những phần tử cực đoan Phật giáo tại Myanmar. Muốn biết sâu hơn về vấn đề này, các bạn có thể xem lại video Tại sao Myanmar luôn bất ổn, mối thù tôn giáo và sắc tộc mà kênh mình từng làm để rõ hơn chi tiết. Và từ sự mâu thuẫn này, người Rohingya trong nhiều năm chịu áp bức đã quyết tâm nổi dậy và các cánh vũ trang của họ trong liên minh ba anh em đã được sinh ra. Ban đầu thì các cánh vũ trang này hoạt động độc lập. Tuy nhiên là vì có một kẻ thù chung, một mục đích chung và lực lượng còn mỏng, nên họ quyết định liên hợp lại và thành lập một liên minh. Liên minh ba anh em là một trong số ít những nhóm phiến quân không lập tức tuyên chiến với chính quyền quân sự sau cuộc đảo chính vào tháng 2 năm 2021. Và vì lý do này mà chính quyền quân sự đã ưu tiên đàm phán với liên minh này nhằm giành được sự ủng hộ cho chính quyền quân sự. Vào đầu tháng 3, chính quyền quân sự đã xóa quân đội Arakan khỏi danh sách những nhóm khủng bố để mong muốn bớt đi một đối thủ, giành được sự ủng hộ khi mà các nhóm phiến quân khác bắt đầu nổi dậy chống lại chính phủ một cách dữ dội hơn. Tuy nhiên, rất là khó để hai bên có tiếng nói chung. Lập tức, người phát ngôn của quân đội Arakan, Kintha Kade, đã lên án hành động của chính quyền quân đội, hay còn gọi là chính quyền Tatmadaw, đối với những người biểu tình, gọi chúng là rất tàn ác và không thể chấp nhận được. Và hai phiến quân còn lại thì đương nhiên là cũng có cùng ý kiến. Đầu tiên, họ công khai phản đối vấn đề liên minh với chính quyền quân sự trên trang Facebook. Thời gian sau, họ dành thời gian để huấn luyện quân lính và chuẩn bị cho những cuộc chiến tiếp theo. Cuộc tấn công nổi bật nhất của liên minh này là khi họ phát động chiến dịch 1027. Chiến dịch này đã gây nên một tổn thất to lớn cho chính quyền quân sự kể từ khi cuộc đảo chính diễn ra. Chính quyền quân sự đã đáp trả bằng các đợt không kích và bắn trả đạn pháo, nhưng tới nay thì vẫn chưa thể đưa được viện binh lên hay giành lại được những vùng đất đã mất. Hàng trăm lính của chính quyền quân sự được cho là đã thiệt mạng, gồm có cả chuẩn tướng Aung Kyaw Lewin, sĩ quan cao cấp nhất thiệt mạng trong giao tranh kể từ sau cuộc đảo chính. Và sau hơn 2 năm rưỡi chiến đấu với các lực lượng phiến quân,
chính quyền quân sự Myanmar cũng đang có dấu hiệu suy yếu khá rõ. Những vụ tấn công trong thời điểm này lại càng gây được sự chú ý hơn khi lần đầu tiên các phe phiến quân công khai liên minh với các lực lượng khác nhằm lật đổ chính quyền quân sự. Sự khó khăn của chính quyền quân sự trong trận chiến này cũng đến từ vấn đề mình nhắc ở trước đó, đó là sự không khôn khéo trong ngoại giao. Dù nhận được sự ủng hộ từ Nga và Trung Quốc ở thời điểm đầu, tuy nhiên thì chính quyền quân sự cũng nhận về rất nhiều sự chỉ trích từ phương Tây và tình trạng vô cùng hỗn loạn, có rất ít nước muốn can thiệp vào cuộc chiến này. Thiệt hại của chính quyền quân sự không chỉ nằm ở mặt quân số, mà quân đội Myanmar đã mất kiểm soát phần lớn khu vực biên giới với Trung Quốc khi mà các lực lượng đối lập liên tiếp phối hợp tấn công bất ngờ. Mục tiêu của những đợt tấn công có vẻ là nhằm chặn con đường giao thương thuốc phiện. Đây là một mỏ vàng bao lâu nay của quân đội Myanmar. Chính quyền quân sự đã tổn thất nặng nề khi mà chiến dịch 1027 được các đội quân phiến quân tấn công. Các phiến quân đã đánh chiếm được hơn 100 đồn dọc biên giới băng sàn và kiểm soát được một loạt những thị trấn cũng như những điểm đóng quân quan trọng nhất của con đường giao thương từ Trung Quốc tới Mandalay. Đây cũng là lần đầu tiên các nhóm phiến quân khác nhau có sự phối hợp ăn ý tốt và gây tổn thất nặng nề như vậy cho lực lượng quân sự quốc gia. Phát súng đầu tiên này đã nhận được sự ca ngợi vẻ vàng và ủng hộ từ nhiều nhóm phiến quân khác và gây ra sự khó khăn nhất định cho quân chính phủ. Lực lượng thứ 3, quân đội độc lập Kachin. Thực tế thì liên minh 3 anh em cũng đã liên kết với một số nhóm phiến quân khác, trong đó thì có quân đội độc lập Kachin và hình thành lên một liên minh to hơn gọi là Liên minh Phương Bắc. Tổ chức độc lập Kachin cũng không kém cạnh những người đồng minh của mình. Những chiến tích của đội quân này cũng rất đáng gờm. Quân đội độc lập Kachin, viết tắt là KIA, là cánh quân sự vũ trang của nhóm phiến quân này, tổ chức độc lập Kachin, viết tắt là KIO. Đây cũng là một trong những cánh quân nổi bật nhất của tổ chức này. Từ năm 2016, KIA đã có trong tay khoảng 8.000 tay súng. Nhưng theo tuyên bố của Thiếu tướng Josai, một trong những chỉ huy cao cấp của KIA, thì lực lượng của ông có tới 10.000 tay súng, thường xuyên đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, cùng với khoảng 10.000 quân dự bị khác, được chia thành 6 lữ đoàn, đồn trú tại những căn cứ nằm dọc biên giới Myanmar và Trung Quốc. Riêng ở miền Bắc Bang San, nơi phần lớn mà bộ tộc Kachin đang sinh sống, thì KIA bố trí ở đó hẳn một lữ đoàn để bảo vệ họ. Lực lượng của KIA được tổ chức rất bài bản. Họ có cả một học viện quân sự KIA, huấn luyện cả nam giới lẫn nữ giới. Trong lịch sử thì KIA đã nhiều lần giao tranh với quân chính phủ. Nó cũng là một minh chứng cho sự rạn nứt sâu sắc giữa các tộc người ở Myanmar. Mặc dù thỏa thuận ngừng bắn vẫn còn hiệu lực tới năm 2009, nhưng phía KIA thì vẫn luôn giữ lại sự bất mãn với chính phủ. Nó có như là một quả bom nổ chậm vậy, chỉ trực chờ nổ tung trong tương lai. Cho tới năm 2011, thế dè chừng đã bị phá vỡ. Cuộc giao tranh đầu tiên đã nổ ra bởi phe chính phủ khi này muốn phá vỡ con đập Bí Sồn, và điều này sẽ làm bang Kachin bị nhấn chìm trong biển nước. Và tất nhiên, người dân Kachin đã nổi dậy. Xung đột Kachin đã khiến khoảng 100.000 người phải di rời kể từ khi lệnh ngừng bắn bị phá vỡ, và hàng trăm người khác bị thiệt mạng. Lực lượng KIA đã mở một cuộc tuyển dụng cưỡng bức với hàng ngàn người dân dân tộc San. Cho đến thời điểm hiện tại, từ sau cuộc đảo chính, quân đội Kachin vẫn tiếp tục tham gia cuộc giao tranh và chiếm giữ 10 căn cứ quân sự lớn của Myanmar. Trên đây là ba lực lượng nổi bật nhất trong cuộc nội chiến đang xảy ra tại Myanmar. Có thể thấy rằng, dù xuất phát điểm có sự chênh lệch về lực lượng, nhưng tới thời điểm hiện tại, phe phiến quân đã mạnh lên rất nhiều và có thể đánh ngang ngửa với phe chính phủ quân sự. Tình trạng giành giật ác liệt đang diễn ra trên khắp các mặt trận trên cả nước Myanmar. Phe chính phủ quân sự đang phải căng mình ra để chống đỡ lại một liên minh tới cả chục phe phái khác nhau. Tuy nhiên, ngay ở thời điểm hiện tại, khi mà phe chính phủ quân sự còn chưa bị tiêu diệt, thì phe phiến quân đã bắt đầu xuất hiện rạn nứt. Tất cả là do phe nào cũng có mưu đồ riêng, muốn cắt cứ và ly khai. Chính vì vậy, cục diện tại Myanmar đang là vô cùng khốc liệt và phức tạp tới mức khó đoán định. Ở phần 2 của video, mình sẽ tiếp tục điểm mặt nốt những phe phái khác đang tham gia trong cuộc nội chiến này.